Em Lisa xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay là mùng 9 tháng 7, em tiếp tục lên chia sẻ một số mặt bông hoa cắt đẹp có tại vườn nhà anh chị nhá. Anh chị mình cùng theo dõi á. Đầu video em sẽ lên một cái mặt bông hoa đỏ đi anh chị. Cái cây hoa đỏ này thì hoa rất là tròn và hoa siêu siêu đẹp cho em anh chị nhá. Đấy, chậu cây thì cũng rất là to anh chị này, rất là nhiều thân. Đó, dòng này thì thân lá rất là cứng cáp và hoa rất là cánh rất là dày, bền bông anh chị nhá. Đấy là đỏ phép nha anh chị nhá. Em đặt mã này là mã L21. Em chia sẻ với giá là 140.000 một chậu anh chị nhá. Hoa em có gắn ở bên trái màn hình đấy anh chị. Đấy, 140.000 một chậu mã L21. Giá em báo đây là chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị nhá. Phí vận chuyển một đơn hàng là 35.000 trên một đơn. Anh chị lấy từ 3 mã là Minh San đã hỗ trợ ship rồi. Rồi, tiếp theo anh chị này, lên cho em một cái thằng cỏ hương anh chị nhá. Thân này đấy, như thế này nhưng mà siêu siêu dễ bông anh chị. Cái cây này gọi là cây cắt là ra mốt combi. Mấy hôm trước em lấy cho anh chị những cái chậu mà nó rất là dày dưới thân này anh chị này. Anh chị mình về có thể tách nó ra nhé, để cây cho nó phát triển như cái cây này. Đấy, có những cái cây này nó rất là dày thân nhưng mà em dọn dẹp hết những cái thân ở bên dưới rồi. Đấy, chậu này nó không có giá thẻ gì đâu và em nuôi cây rễ này anh chị thấy không? Bộ rễ xanh mướt luôn. Đấy, lấy những cái cây cao như thế này là về cho ra bông luôn nhé anh chị nhá. Đấy, hoa rất là đẹp. Em mời anh chị nhà mình cùng ngắm hoa trước nhá. Đây size cây em chia như này, nhiều cây đã tàn bông rồi anh chị ơi. Lấy những cái cây mà cây nó cao rong rỏng như thế này anh chị này, mình về chăm lực mà. Cây này em để đói luôn, không có phân gì đâu anh chị nhá. Đấy, chỉ có tưới nước thôi, thỉnh thoảng cho chút NPK mà lâu lâu mới cho thôi. Mình về mình chăm lực được thì hoa nó rất là to và hoa rất là thơm. Một trong những cái chi cát của Nam Mỹ đáng để sưu tầm nha anh chị nha. Em phải nhấn mạnh như vậy, cái cây này nó rất là đẹp. Đợt đầu em chia cho anh chị nhà mình với giá là 200.000 một chậu đấy anh chị. Và bây giờ thì em sưu tầm được những cái cây này với giá mềm hơn thì em sẽ chia cho anh chị mới giá là B38 120.000. Trời ơi, những cái chậu như thế này anh chị ơi, nó siêu hoa cực kỳ, hoa không theo mùa đâu anh chị nhá. Đây, nhiều cây đang lên lưỡi, đẩy lên lưỡi mèo như này này. Chả mấy mình lại được chơi hoa anh chị nhá. Cây này á, mình chăm lực đầy đủ chất, hoa quanh năm luôn cho em. Và hoa rất là đẹp, nó phối màu rất là cưng đấy anh chị. Đấy nhá, B38 với giá chỉ có 120.000 thôi. Rồi, tiếp theo anh chị này, qua cho em một cái mặt bông hoa mới. Mọi lần em chia cho anh chị là cây chôm thông D-Line Big Leaf anh chị nhá. Và cái size cây này em chia là chôm thông D-Line Smile Leaf. Đấy, Smile Leaf nó khác nhau nha anh chị nhá. Khác nhau ở khuôn lưỡi, còn cái khuôn cánh thì nó giống như nhau. Đấy, lên cho em mã này nhá. Em chia là mã B39 hoàn toàn mới. Đấy, 130.000 một chậu anh chị nhá. Thằng này chưa có đại trà đâu. Đấy, cái cây này phải đặt trước anh chị. Đấy, cây này nhá. B39 Smile Leaf nha anh chị nhá. Đó, rồi tiếp theo đây chị này, qua cho em một cái mặt bông hoa trắng tinh khôi. Đó là cái cây trắng bạch tuyết anh chị này. Cái trắng bạch tuyết thì nó không có chậu to và dày thân đâu anh chị ạ. Em chỉ có size cây như thế này là size cây trưởng thành rồi. Nó có tầm khoảng 5 lá. Và hôm nay em sẽ chia cho anh chị với giá là 90.000 một chậu. Đây, chậu như thế này, 90.000 nhá. Mã L4 cho em. Một trong những cái mặt bông hoa cũng siêu siêu đẹp nữa, hoa màu đỏ, đó là cây hoa đỏ Chao Prearet nha anh chị nhá. Đấy, tên khoa học Chao Prearet, em sẽ nói tên khoa học thì mình đi tìm đâu nó cũng sẽ ra cái mặt bông hoa này. Đấy, cái cây này á, nó là cây tách chiết nha chị nhá. Trước em chia năm ngoái, năm kia em chia toàn bộ là cây hàng hạt, nhưng bây giờ nó là cây tách chiết. Và vườn họ tách ra họ nhân lên thì nó tầm khoảng độ 2-3 cái lá đầu á, thì là nhìn nó không có được đẹp, nhưng mà về vườn nhà em chăm nha anh chị nhá. Chăm đến hơn 1 năm nay rồi, gần 2 năm nay rồi đây này. Nó ra được thêm 2-3 cái lá đằng sau này. Cây nó căng bóng, nó rất là đẹp nhá. Đấy, tính từ thời điểm nhà em nuôi là nó rất là đẹp này. Đấy, và mọi lần em chia cái size cây như thế này là 120.000 và hôm nay thì em còn một ít nữa. Đấy anh chị nhá, lưu ý giúp em nhá. Đấy, mã L1 đó, với giá chỉ có 100.000 thôi. Mặt hoa giống như con cú mèo ấy, rất là đẹp nhá. Hoa này thơm lắm và siêng bông cực kỳ luôn. Đấy, cái dòng này, hoa màu đỏ đậm cho em nhá. Đấy, mã L1 100.000 thôi. Và tiếp qua đây anh chị này, sẽ qua cho em một cái tông hoa nữa. Cái cây này rất là đẹp, cây này gọi là cây Nikon Chelsea Delight No 2 anh chị nhá. Em đặt là mã L74. Cánh này là hoa màu đỏ. Đấy, hoa màu đỏ phối vàng ở bên trong cánh anh chị nhá. Cái bông hoa này khuôn rất là tròn, hoa rất là thơm. Lại còn siêu siêu dễ bông anh chị nhá. Đấy, và những cái dòng bây giờ là em chọn những cái cây nó dễ bông để chia cho nhà mình nha anh chị nhá. Đấy, những cái dòng nó dễ hoa đấy anh chị. Dễ hoa và hoa quanh năm nhá. Lên cho em mã L74 này, em chia cho anh chị với giá là 130.000 một chậu đây. Xay cây như thế này, cây trưởng thành hết rồi. Nhiều cây đang đẩy lên lá mèo anh chị nhá. Nhiều cây thì đã tàn bông rồi, nghĩa là chia cây giả năm anh chị nhá. Và tiếp theo đây anh chị này, cây này siêu siêu cao anh chị nhá. Cây cao nó không có nhiều thân lắm đâu đây. Nó chỉ tưng đầy thân rồi này anh chị này. Nó tầm khoảng độ 3 lá to và nhiều những cái lá nhỏ nhỏ bên dưới này một chút nhá anh chị nhá. Cái cây này gọi là cây vàng lưu Doi An anh chị ạ. Cây vàng lưu Doi An này thì hoa siêu đẹp. Cây thì gầy, cao, cao như cái cây nêu anh chị, ví như gầy như cây tre á. Đấy, cái cây này thì hoa rất là to và hoa rất là thơm, cực kỳ là dễ bông. Đấy, em mời anh chị nhà mình ngắm mặt hoa trước nhá. Cái size cây như thế này thì em chia cho anh chị với giá là L93 anh chị nhá. 100.000 luôn anh chị này.
Cây này em nuôi lâu lắm rồi, nuôi nó từ cốc bốt nhỏ xíu xíu như này đấy anh chị. Đấy, cây này nuôi ở vườn nhà em rất là nhiều năm rồi anh chị nhá. Đấy, với giá chỉ có 100.000 thôi. Đó nhá, cây này thì nó khỏe lắm. Rồi tiếp đến đây anh chị này, qua cho em một cái tông hoa nữa, cũng là màu vàng. Cây này vàng phối cánh đậm nhạt rất là đẹp, đó là cái cây vàng hát dài live VTT nhá, bông hoa chùm. Anh chị lên cho em mã này là mã B68, em chia cho anh chị với giá là 110.000. Đấy, mọi lần em chia những cái chậu như thế này là 130.000 đấy. Hôm nay thì em cũng còn ít nữa thôi, và cái thằng này thì hoa siêu thơm rồi. Đấy, chị nào mà đã lấy hôm trước em chia hoàn toàn là những cái chậu có rất là nhiều nụ đấy. Rất là nhiều anh chị nhận được những chậu có nụ và phản hồi lại là hoa sao mà nó thơm thế. Đây, cây vàng hát dài live VTT này. Đấy, thằng này thì hoa quanh năm nha anh chị nhá. Đấy, nó là cái dòng cát hai lá anh chị nhá, bông hoa chùm. Và tiếp theo đến đây anh chị này, một trong những cái dòng hoa mà cũng gọi là siêu hoa, dòng xưa anh chị nhá, đó là cái cây thạc Sina anh chị nhá. Cây thạc Sina này thì hoa rất là to luôn. Đấy, lá xanh đét và lá rất là to như này anh chị này. Cây này không nhiều thân đâu nhá. Em hay ví cái cây này với cây vàng hát dài anh chị, cây vàng hát dài nó còn lùn hơn. Đấy, thân nó còn mảnh hơn nhưng mà hoa siêu to nhá. Những cái thằng này này, dòng xưa. Anh chị nào mà chưa có thằng này thì anh chị sưu tầm cho em lấy một chậu nhá. Hoa vàng đấy đỏ rất là đẹp luôn anh chị này. Anh chị lên cho em mã thạc Sina, em chia cho anh chị với giá chỉ có 120.000 một chậu đấy thôi. Đấy, trước em vẫn chia là 130 đấy, cũng còn một ít nữa thôi, và nuôi càng nuôi lại càng thấy cây nó đẹp anh chị ạ. Cây nó rất là khỏe, lá xanh đét luôn nha. Và em sẽ đi sang một số mã Brass đi anh chị nhá. Brass này, lên cái thằng này mà em nuôi vừa rất là lâu rồi. Cái thằng này ấy chả có cái giá thể gì mà nó lên, sức sống của nó rất là mãnh liệt anh chị này. Đấy, cái cây này nhá, siêu siêu đẹp, rất là nhiều mầm luôn. Cái cây Brass này, đây, cấy ở trên một cái bảng bảng nhựa đấy anh chị này. Sau đó là em không có cái treo, em cho nó vào cái chậu này anh chị này. Nó bám đầy chậu luôn này. Đấy, cái cây này nhá, cây này gọi là cây Battle Star, hoa rất là đẹp luôn anh chị ạ. Anh chị lên cho em mã này là mã B73. Đấy, B73 Brass nhá. Chia cho anh chị với giá chỉ nhanh tay em có ít thôi nhá. Cái thằng này em sưu tầm về, nó là bảng gỗ mà nuôi ở vườn rất là lâu rồi, nó bám vào rễ này. Nó bám vào chậu này. Thì về anh chị chỉ việc nhấc ra thôi nhá. Cái cây này rất là đẹp, hoặc là mình có cắt rễ nó đi thì nó cũng rất là đơn giản, không phải rỡ rửa cái gì đâu. Hoặc là mình chỉ cần rỡ cái bảng này ra này này. Mình rỡ cái bảng này ra anh chị ạ, đặt vào trong một cái chậu to, bỏ vào thông xung quanh là ok nhá. Đấy, cây này hoa đẹp lắm nha, hoa rất là thơm luôn đấy. Rồi tiếp theo đến đây anh chị này, qua cho em một cái dòng Brass mà hoa siêu thơm, mà hoa cũng đẹp, bông hoa chùm. Đó là cái cây Brass Phượng Hoàng Lửa anh chị nhá. Cây này em chia giá rất là yêu thương, với giá chỉ có 100.000 thôi, Phượng Hoàng Lửa anh chị nhá. Đấy, cái cây như thế này, cây này em nuôi lâu ở vườn lắm rồi đấy anh chị. Cây nó rất là khỏe anh chị nhá. Đấy, ăn nắng ăn mưa, đây, cây rất là đanh, cây như thế này. Phượng Hoàng Lửa anh chị nhá, 100.000. Thơm lắm luôn nhá, cây này bông hoa chùm. Rồi tiếp đến đây anh chị này, qua cho em cái thằng này. Gọi là cái cây vàng đuôi cá anh chị nhá, cây cát mini. Cây này em chia là cái cây nó cũng già năm rồi anh chị. Cây này nhiều cây đã tàn bông rồi. Và dưới gốc rất là nhiều rễ xanh anh chị này. Cái mã này anh chị lên cho em này. Em chia cho anh chị là vàng đuôi cá mini nhá. Với giá chỉ có 110.000 một chậu thôi. Đấy, cây này. Đó nhá. Anh chị ơi, qua đây cho em một dòng hoa nữa. Cái cây này gọi là cây Massima Live với Macai. Bông hoa thì siêu đẹp rồi. Anh chị ơi, chăm lực lên cây này siêu cao to cho em anh chị nhá. Đây bây giờ trồng như thế này là trồng đại đồng anh chị, trồng đại đồng nó đại trà. Thế nên là cái cây nó không có được nhiều phân như là mình chăm từng chậu một đâu, chăm từng chậu một như nhà em chăm á. Thuần những cái chậu nó lên cao lên khênh anh chị này, cao lên khênh và hoa bông hoa chùm nở lần 7 đến 10 bông anh chị nhá. Đấy, và đầu tiên em sẽ mời chị mình ngắm hoa trước đi ạ. Đấy, hoa rất là thơm nhé, thằng này thơm cả ngày lẫn đêm. Mấy hôm trước em có chia sẻ livestream cho anh chị mình đấy, lên xem Macai Live Massima, em chia là 100.000 một chậu luôn anh chị nhá. Cây này. Đấy, 100.000. Cây này hot lắm nha anh chị, hoa thơm. Qua cho em một cái thằng màu cam nữa, thằng này thì siêu thơm. Em nhấn mạnh nó là siêu thơm anh chị ạ. Đấy, hoa nó nở tưng bừng luôn anh chị nhá. Cây này này, dễ bông lắm. Ở dưới gốc đang lên mầm như nêm anh chị thấy không? Đấy, cái cây này nhá, lên cho em này. Cam thơm anh chị nhá, cam thơm 90.000 luôn anh chị. Cây này lá đó, đây này, cái lá nó rất là hay nhá. Đấy, cái lá Brass thì lá nó không to đâu anh chị nhá. Chị này sẽ lên cho em một cái thằng này nữa mà hoa siêu thơm vào ban tối, đó là cái cây Live của nữ hoàng bóng đêm, hay còn gọi là cây Jimmy xưa anh chị nhá. Brass Jimmy xưa, trời ơi cái chậu này chị này, về mình có thể tách ra 3-4 chậu cho em được nhá. Đấy, năm ngoái em chia cái chậu nó bằng nửa như thế này, cũng bán với giá là 100-120. Năm nay em chia cho anh chị này cái chậu như thế này, chắc là còn độ 2-3 chậu gì đấy, to quá. Càng nuôi lại càng xù hết cả ra này anh chị này. Siêu siêu dễ bông anh chị nhìn vào những cái cần bông. Đấy, anh chị có thể nhìn vào những cái cần bông của những cái hướng trước ấy, nó ra hoa rất là nhiều luôn. Đấy, anh chị lên cho em Jimmy xưa, em chia cho anh chị với giá chỉ có 100.000 thôi anh chị nhá. Đấy, nhanh tay, cái cây này còn vài ba chậu thôi là hết sạch rồi anh chị. Hoa siêu thơm và nói là bông Brass, như cái thằng này á, là bông hoa rất là to đấy. Với thằng Macai Live Massima kia hoa to nhá, như những bông hoa khác Brass là hoa nó không to lắm đâu.
Đấy chị nhá, thơm lắm. Rồi, như những hôm trước thì em cũng đã lên rất là nhiều mật bông hoa khác ở trên kênh rồi. Em mời chị mình ghé kênh của em tham khảo một số mật bông mà mình ưng ý, thì chị có thể nhớ đúng đầu mã hoặc có thể chụp lại màn hình gửi qua Zalo cho em Ninh San theo số điện thoại 0984 282 911 đấy chị nhá. Còn bây giờ em xin dừng video tại đây ạ. Em xin cảm ơn ạ.